kính chào quý vị khán giả của chương trình Con đường sức khỏe. Xin kính chào bác sĩ Trần Kim Loan. Rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chương trình Con đường sức khỏe. Bác sĩ Kim Loan thân mến, có thể nói căn bệnh sùi màu gà là một trong những căn bệnh xã hội nguy hiểm do virus HPV gây nên, và căn bệnh này thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người bệnh và nó sẽ ảnh hưởng đến cả về sức khỏe sinh sản của người bệnh nữa. Và nếu như trong trường hợp mà không điều trị kịp thời thì căn bệnh này sẽ rất dễ gây nên tình trạng là ung thư cổ tử cung hay là ung thư dương vật và thậm chí là còn gây ra vô sinh. Vậy thì đâu là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh sùi màu gà và làm thế nào để chúng ta có thể điều trị được căn bệnh này cũng như là cách để chúng ta có thể phòng tránh? Đó cũng chính là chủ đề ngày hôm nay của chương trình. Tuy nhiên trước tiên xin mời bác sĩ Kim Loan cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn clip sau đây. Bệnh sùi màu gà hay còn gọi là mụn cóc sinh dục là bệnh lây truyền nhanh chóng khi quan hệ tình dục không an toàn. Hiện tỷ lệ mắc bệnh sùi màu gà ở Việt Nam là rất cao. Các triệu chứng bệnh khiến người bệnh vô cùng khó chịu, tự ti, lo lắng, ảnh hưởng tới chất lượng của cuộc sống, công việc, sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, các tổn thương sùi tăng nguy cơ viêm, bội nhiễm khi không được can thiệp kịp thời, tạo điều kiện cho các viêm nhiễm đường sinh dục ở nam và nữ giới phát triển, ảnh hưởng tới chức năng sinh dục, sinh sản của người bệnh, tăng nguy cơ vô sinh, hiếm muộn. Đặc biệt, phụ nữ mang thai mắc bệnh sùi màu gà ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản thân và sự phát triển của thai nhi, tăng nguy cơ sảy thai, đẻ non, khó sinh thường và có thể lây truyền cho con trong quá trình sinh nở, chăm sóc, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch, sức khỏe của trẻ, thậm chí gây tử vong. Ngoài ra, bệnh sùi màu gà lây truyền đa dạng theo nhiều cách khác nhau một cách dễ dàng, gây hệ lụy cho toàn cộng đồng và đe dọa nghiêm trọng hạnh phúc gia đình. Bác sĩ Kim Loan thân mến, như vậy là qua clip vừa rồi thì có thể nói là chúng ta đã có những cái nhìn về căn bệnh sùi màu gà. Tuy nhiên thì vẫn muốn hỏi bác sĩ Kim Loan đó là vậy thì căn bệnh sùi màu gà là gì và đâu là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này ạ? Sùi màu gà là một cái bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tình dục do virus HPV gây nên. Virus này nó thuộc cái họ là papillom virus HPV. HPV nó xâm nhập vào niêm mạc đường sinh dục qua cái tổn thương ở thượng bì và sau đó thì nó nằm ở lớp đáy. Cái biểu hiện mà hay gặp đấy là những cái tổn thương là sẩn, sẩn dẹt, sùi hoặc là những cái tổn thương bị sừng hóa ở sinh dục, ở hậu môn, ở miệng họng và ngoài ra. HPV nó phát triển rất là mạnh mẽ trong cái môi trường ẩm ướt và nó lây lan qua cái quan hệ tình dục không an toàn, gây nên các cái bệnh sùi màu gà ở hậu môn sinh dục, ở miệng họng, ở da. HPV còn có thể lây qua con đường khác ngoài quan hệ tình dục, đấy là lây truyền từ mẹ sang con. Ở người phụ nữ bị sùi màu gà có thai khi chuyển dạ sinh con có thể lây HPV sang cho con, gây nên bệnh u nhú ở thanh quản. Ngoài ra thì có thể do tiếp xúc dùng chung đồ vật, do tiếp xúc với dịch nhầy máu mủ của người bệnh cũng có thể lây HPV. Tuy nhiên cái trường hợp này thì rất là hiếm gặp. Như bác sĩ đã chia sẻ thì một trong những đặc trưng của căn bệnh sùi màu gà đó là những cái biểu hiện bất thường ở trong bộ phận sinh dục của nam và nữ. Bác sĩ có thể chia sẻ dấu hiệu nào ở xuất hiện trong cái giai đoạn đầu tiên ạ? Vâng, sùi màu gà thì nó có một cái đặc biệt, đấy là cái thời gian ủ bệnh rất là kéo dài, khoảng độ từ 3 đến 8 tuần. Virus sau khi nhiễm vào cơ thể có thể nó không tiến triển nhưng cũng có thể nó bắt đầu xuất hiện các cái nốt sẩn và phát triển to dần lên. Sau giai đoạn lui bệnh hoặc là không có triệu chứng lâm sàng, HPV vẫn tồn tại dưới lâm sàng suốt đời trên người bệnh nhân. Các cái biểu hiện đầu tiên của sùi màu gà đấy là những cái sẩn hoặc là những cái nhú màu hồng mềm mại nhô lên mặt da, bề mặt thì giáp, kích thước thì khoảng độ 1-2 mm. Những cái biểu hiện này thường không gây triệu chứng nhưng đôi khi nó cũng có thể gây đau, gây rát và thường xuyên ẩm ướt. Vâng. Có thể dễ chảy máu khi bị cọ sát. Vâng. Sau một thời gian thì những cái tổn thương này có thể mọc nhiều lên. Vâng. Có thể mọc to lên và liên kết với nhau thành những cái đám mảng giống như súp lơ. Màu sắc của tổn thương có thể là màu hồng tươi, màu đỏ, hoặc là những cái tổn thương mà sừng hóa thì nó có màu cho xám hoặc là màu nâu đen. Vị trí hay gặp sùi màu gà ở nam hay ở nữ thì tổn thương chủ yếu gặp ở vùng sinh dục và quanh hậu môn, nếu như có quan hệ tình dục qua đường hậu môn.
Ngoài các cái vị trí trên thì có thể gặp sùi màu gà ở bàng quang, ở miệng họng nếu như quan hệ tình dục qua đường miệng. Có thể nói là căn bệnh sùi màu gà này thì cũng có những cái dấu hiệu để cho người bệnh có thể biết được, và nếu như mà phát hiện sớm thì vẫn có những cái phương pháp điều trị rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì điều trị như thế nào nó vẫn là một câu hỏi mà nhiều người bệnh quan tâm. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết những phương pháp điều trị căn bệnh sùi màu gà này ạ? Khi người bệnh mắc bệnh sùi màu gà thì nên đến sớm ở các cơ sở y tế chuyên khoa để được các bác sĩ khám và đánh giá mức độ bệnh để lựa chọn phương pháp điều trị có hiệu quả nhất. Tuy nhiên cho đến nay thì tất cả mọi trị liệu thì đều có tác dụng là làm giảm triệu chứng và loại bỏ tổn thương chứ không diệt được virus. Các cái trị liệu thì có thể tùy từng cái giai đoạn bệnh, bác sĩ có thể lựa chọn các cái trị liệu cho bệnh nhân tại nhà hoặc là tại cơ sở y tế. Đối với trị liệu tại nhà thì thứ nhất là có thể dùng podophyllotoxin 0,15%, đối với dạng crem 0,5%, đối với dạng dung dịch. Đối với cái dạng crem thì nó có hiệu quả đối với sùi màu gà ở hậu môn và âm đạo. Đối với cái dạng dung dịch thì nó tiện cho sùi màu gà ở dương vật. Nhưng nếu mà sau 4 đợt mà không có tác dụng thì người bệnh sẽ phải đến khám lại và để thay đổi phương pháp điều trị. Thứ hai là imiquimod dạng crem 5%. Cái thuốc này thì nó có tác dụng làm thay đổi miễn dịch. Người bệnh có thể bôi lên vùng tổn thương 3 lần một tuần. Các cái thuốc này thì lại không dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú. Ngoài ra là acid trichloracetic 80-90%. Sản phẩm này thì có thể dùng được cho phụ nữ có thai, tuy nhiên là nó chỉ có hiệu quả đối với tổn thương ít, nhọn dạng sẩn. Nó ít có tác dụng đối với cái tổn thương lớn hoặc là tổn thương sừng hóa. Đối với cái trị liệu tại cơ sở y tế thì người ta có thể phẫu thuật để loại bỏ tổn thương bằng dao mổ, có thể loại bỏ tổn thương bằng đốt điện, bằng áp lạnh nitơ lỏng hoặc là laser CO2. Với phương pháp này thì có thể loại bỏ cái tổn thương ở sâu bên trong, ví dụ như là ở sùi màu gà ở âm đạo hoặc là ở mặt ngoài cổ tử cung. Thưa bác sĩ, như vậy là có thể nói là chúng ta có thể chữa trị được những cái dấu hiệu của bệnh sùi màu gà. Tuy nhiên thì con virus HPV này thì vẫn sẽ tồn tại trong cơ thể người và nó có thể loại bỏ được không ạ? Nó sẽ tồn tại suốt đời bệnh nhân. Dạ vâng. Với cái có thể là với cái tình trạng là có biểu hiện triệu chứng hoặc là không có biểu hiện triệu chứng. Dạ vâng. Và đây là một cái căn bệnh mà có thể nói là sẽ khiến cho người bệnh cảm thấy rất là tự ti. Vậy thì có cách nào để chúng ta có thể phòng tránh được căn bệnh này ạ? Phòng tránh căn bệnh này thì đầu tiên thì chúng ta phải quan hệ tình dục an toàn, chung thủy một vợ một chồng. Thứ hai là không quan hệ với những người mà mình không biết về tiền sử sức khỏe của họ. Cái thứ ba là phải dùng bao cao su đúng cách. Thứ tư là không dùng chung đồ dùng, quần áo, tiếp xúc với dịch mủ nhầy của người bệnh. Thứ năm nữa là phải vệ sinh thân thể sạch sẽ, nhất là bộ phận sinh dục trước và sau khi quan hệ tình dục. Cần phải khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh. Thưa bác sĩ, như vậy rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng là sùi màu gà là một căn bệnh xã hội nguy hiểm và nó có thể lây qua cái đường quan hệ tình dục không lành mạnh và sẽ rất dễ có thể lây lan từ người này sang người khác. Và liên quan đến cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thì cũng có rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả gửi về. Và ngay sau đây thì xin được mời bác sĩ sẽ giải đáp một số những câu hỏi của quý vị khán giả. Câu hỏi đầu tiên có một bạn là nickname Rio gửi đến chương trình có nội dung như sau. Chào bác sĩ, thưa bác sĩ, tôi đã bị sùi màu gà được 1 năm nay. Tôi cũng đã từng đi khám và điều trị bằng phương pháp đốt điện kết hợp với dùng thuốc. Tuy nhiên cũng chỉ được một thời gian là bệnh lại tái phát trở lại. Vậy thì làm như thế nào để có thể điều trị được căn bệnh này? Xin bác sĩ có thể tư vấn cho tôi ạ. Vâng, sùi màu gà là một bệnh không thể điều trị khỏi hoàn toàn vì khi đã nhiễm virus thì nó sẽ tồn tại trong cơ thể người bệnh suốt đời. Tuy nhiên là nó sẽ có những cái thời kỳ biểu hiện triệu chứng và có những thời kỳ lui bệnh. Bệnh có thể tái phát từ 20-30% hoặc có thể là cao hơn nữa. Với phương pháp bạn đã điều trị là đốt điện và dùng thuốc, tuy nhiên là bệnh vẫn tái phát, bạn sẽ phải đến cơ sở y tế để các bác sĩ chuyên khoa khám và cho những cái tư vấn phù hợp với cái giai đoạn bệnh của bạn. Và cùng với cái việc điều trị đấy thì bạn sẽ phải tuân thủ
các cái hướng dẫn tái khám của bác sĩ, giữ gìn vệ sinh, quan hệ tình dục lành mạnh, luyện tập thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe để tăng cường sức đề kháng để tránh tái nhiễm, để duy trì được cái kết quả điều trị trong một thời gian lâu hơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và sau đây thì sẽ là một câu hỏi tiếp theo của một bạn có nickname là Măng Tay có gửi đến cho chương trình. Chào bác sĩ, cháu năm nay 18 tuổi, cháu mới có người yêu và có quan hệ với anh ấy một vài lần. Đợt vừa rồi thì gần gũi, cháu có phát hiện là ở cậu bé của anh ấy thì có rất nhiều nốt mụn đỏ, sờ vào cứng và ráp. Cháu có hỏi thì anh ấy bảo là không biết. Sau khi đi kiểm tra thì anh mới bảo với cháu là anh bị mắc sùi màu gà. Vậy thì cháu cũng không biết là căn bệnh này là gì. Tìm hiểu trên mạng thì thấy là căn bệnh này do virus HPV gây nên. Bác sĩ có thể chia sẻ cho cháu biết virus HPV là gì và cháu nên đi khám ở đâu ạ? Virus HPV đấy là Human Papillom Virus, thuộc họ Papillom Virus HPV. HPV xâm nhập vào cái niêm mạc đường sinh dục qua cái tổn thương ở vùng thượng bì do quan hệ tình dục gây nên, và sau đó nó nằm ở lớp đáy, và sau một thời gian ủ bệnh tùy theo có thể từ vài tuần đến vài tháng thì có thể một số sẽ có những cái biểu hiện triệu chứng, đấy là những cái nốt sùi đỏ giống như bạn mô tả. Đối với trường hợp của bạn, khi đã quan hệ tình dục với những cái người có mắc bệnh sùi màu gà thì khả năng lây nhiễm là rất lớn, cho nên bạn sẽ phải đến các cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu khám để các bác sĩ xác định bệnh cho bạn. Tuy nhiên là vì thời gian ủ bệnh nó kéo dài cho nên bạn sẽ phải khám vài lần. Xin được cảm ơn bác sĩ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo của một bạn giấu tên ở Việt Trì, Phú Thọ có gửi đến cho chương trình. Tôi là người đồng tính, trước đây thì tôi có quan hệ với một người đồng giới và cũng gần gũi nhau khá thường xuyên. Chia tay người ấy được mấy tháng rồi thì tôi phát hiện là mình bị sùi màu gà ở hậu môn. Ở các nốt mụn nổi ở khu vực này khiến tôi cảm thấy rất là đau đớn. Tôi có đi khám vài nơi, sử dụng nhiều loại thuốc, mua chỉ sau một thời gian thì bệnh lại quay lại. Tôi rất là mệt mỏi và chẳng dám làm quen với ai. Bác sĩ có thể cho tôi biết là bệnh sùi màu gà thì có chữa khỏi được hay không? Như tôi đã chia sẻ ở phần trước, sùi màu gà là một cái bệnh mà nhiễm HPV suốt đời. Tuy nhiên là có những cái phương pháp điều trị để làm giảm triệu chứng và loại bỏ tổn thương. Bệnh của bạn tái phát như thế thì bạn nên đến các cái cơ sở y tế tin cậy để khám và điều trị và theo dõi trong cả quá trình điều trị đúng với phác đồ điều trị của bác sĩ. Hơn nữa, bạn sẽ phải cân bằng lại cuộc sống, sinh hoạt và làm việc, tìm hiểu về bệnh để hiểu về bệnh. Thưa bác sĩ, và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng của một bạn trai giấu tên ở Cầu Giấy, Hà Nội. Chào bác sĩ, mấy hôm trước em có đi chơi và phát sinh quan hệ với một bạn nữ ở trong đoàn do cả hai đều uống khá là nhiều rượu. Và sau đấy thì cô ấy có thú nhận với em là cô ấy bị sùi màu gà và có chữa bệnh mấy tháng nay. Bệnh cũng đã giảm hơn nhưng mà chưa khỏi hoàn toàn. Khi mà nghe cô ấy nói thì em rất là lo lắng. Bác sĩ có thể cho em hỏi là liệu quan hệ với người bị sùi màu gà thì có bị lây không? Và em với cô ấy thì chỉ làm chuyện đó đúng một lần. Mong bác sĩ có thể giải đáp giúp em. Khi đã quan hệ tình dục với người bị sùi màu gà thì cái khả năng lây bệnh rất là lớn, bởi vì khi mình quan hệ tình dục sẽ có những cái sang chấn ở trên bề mặt thượng bì, và qua cái vùng sang chấn đấy thì virus nó có thể xâm nhập vào cái niêm mạc đường sinh dục của mình. Chính vì vậy, tuy là chỉ có một lần nhưng mà bạn vẫn có khả năng mắc, vẫn có khả năng lây nhiễm HPV. Vì vậy bạn sẽ phải đến chuyên khoa da liễu ở các cơ sở y tế để khám, để các bác sĩ chẩn đoán bệnh cho bạn. Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là những chia sẻ của bác sĩ Trần Kim Loan đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn bác sĩ Kim Loan rất nhiều với những chia sẻ hữu ích và thiết thực trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị khán giả thân mến, và nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi hay là thắc mắc nào liên quan đến các dịch vụ y tế và sức khỏe thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua email và hotline đang xuất hiện trên màn hình. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.